Có một kiểu người tà ma không dám quấy nhiễu. Cổ nhân có câu: nhất chính áp bách tà, nghĩa là một niệm chân chính sẽ trấn áp trăm điều tà ác. Mọi thị phi ân oán trên thế gian đều có nguyên nhân cả. Chỉ có thiện niệm và tấm lòng thành tâm mới có thể hóa giải được những ác duyên đã kết. Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta một cách nhìn về vấn đề này. Xưa có một gia đình giàu có, ruộng vườn, chuồng trại nhiều không đếm xuể. Trong đàn gà, đặc biệt có một chú gà trống rất đẹp mã. Ngày nào cũng vậy, từ sớm tinh mơ, nó đã dõng dạc cất tiếng gáy báo thức. Tiếng gáy rất to, vang vọng khắp làng trên xóm dưới. Một hôm do mãi mê kiếm ăn, chú gà này bị lạc vào một rừng tre rậm rạp, không tìm được lối ra. Từ đó, không ai thấy cũng không để ý đến nó nữa. Vì mắc kẹt và bị đói khát, chú gà đã chết ở đó. Linh hồn không siêu thoát mà lại hóa thành yêu tinh. Con yêu tinh này biến hóa để trêu đùa và gây phiền toái người dân trong thôn. Nó đặc biệt hận ông chủ, vì khi nó thất lạc, ông ta không hề đi kiếm, không có chút tình nghĩa. Vì vậy, nó thường hiện về phá phách, hủy hoại tài sản của ông ta. Người chủ dùng đủ biện pháp, nhưng không thể trị được yêu tinh, đành phải khăn gói đi tìm pháp sư về để trừ khử nó. Vị pháp sư hết cúng bái rồi lại dùng bùa chú suốt mấy ngày liền, nhưng cũng không làm được gì con yêu nghiệt. Ban ngày nó im hơi lặng tiếng, nhưng cứ đêm đến thì hóa phép khiến cả bờ tre ngã nghiêng kêu ke két, âm thanh nghe đến rợn cả người. Thậm chí còn vào nhà quấy phá, không cho ông chủ, bà chủ và các vị pháp sư được yên. Cuối cùng ai cũng phải lắc đầu chịu thua mà bỏ đi. Một hôm nọ, có một chàng nho sinh lỡ đường ghé vào xin ngủ nhờ. Anh rất bàng hoàng trước cảnh nhà tan hoang. Còn ông chủ ngồi bó gối rầu rĩ. Anh hỏi căn nguyên. Ông chủ buồn bã kể lại mọi chuyện, rồi ông khóc lóc nói rằng: chỉ vì con yêu tinh này mà cơ nghiệp của ông gần như đổ sông đổ biển. Anh chàng an ủi rằng sẽ cố đem chút tài hèn sức mọn của mình để giúp đỡ, bảo ông hãy dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, còn chút của cải nào thì hãy chuyển đi nơi khác. Trong mấy ngày tới, anh sẽ không bước chân ra khỏi căn nhà này. Từ hôm ấy, suốt ngày suốt đêm, chàng nho sinh miệt mài ngồi học, không rời khỏi ngôi nhà một bước. Nhưng vẫn chưa thấy yêu ma. Mãi tới đêm thứ ba, nó mới xuất hiện. Nó đứng ở ngoài đập cửa, gào rú ghê rợn. Anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Con yêu tinh nổi cơn giận, xông vào nhà thổi tắt đèn. Chàng nho sinh bình thản châm đèn lên và tiếp tục đọc sách. Yêu tinh lại biến thành hình thù quái dị, dọa nạt, dùng đủ mọi chiêu trò, nhưng anh vẫn không thèm để ý đến. Đã thế, anh còn vừa đọc sách vừa cười ha hả rất vui vẻ. Yêu tinh tức giận liền hóa thành một con rắn to, cuộn tròn ở trên giường anh học trò. Rắn ta vươn cổ nhìn rất dữ tợn, nhưng anh làm ra vẻ không hề nhận ra, còn đứng dậy đi vòng quanh phòng như đi dạo, mắt không rời khỏi cuốn sách. Thấy vẫn không làm được gì, yêu tinh bèn biến thành một cô gái đẹp, lả lơi quấn quýt dụ dỗ. Chàng nho sinh khi ấy mới quay phắt lại tóm chặt con yêu tinh, bảo rằng: người ngay thẳng làm sao mà sợ đám yêu ma, hãy mau hiện nguyên hình, nếu không sẽ bị thiêu rụi. Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, yêu tinh hiện nguyên hình. Anh bèn nói:
Có uất ức gì thì hãy nói ra. Có gì phải quấy phá, tắc oai tắc quái. Nếu cứ thế mãi thì sẽ bị trời diệt. Lúc đó yêu tinh mới thuật lại nỗi uất hận trong lòng. Nó vốn là một con gà trống, dãi nắng dầm sương lâu năm vì ngôi nhà này. Khi gặp họa, trong lòng mong mỏi ông chủ đến cứu. Nhưng đến lúc chết vẫn không thấy ai đoái hoài gì tới. Vì ôm hận mà trở thành gà tinh. Sau đó thường về đây phá phách cho hả dạ. Nếu chàng nho sinh có thể giúp nó siêu thoát, thì nó nhất định không gây phiền toái nữa. Nói xong, nó dẫn chàng nho sinh đến lũy tre, chỉ cho anh chỗ nó bị mắc kẹt khi xưa. Anh chưa kịp nói gì thì một luồng gió lạnh buốt thổi tới. Lũy tre rậm rạp đầy gai gốc xào xạc, lá tre rụng rào rào và yêu tinh biến mất. Chàng nho sinh kể lại cho chủ nhà biết mọi việc. Ngày hôm sau, ông chủ cho người chặt hết bụi tre, phát hiện xác một con gà trống vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Xóm làng biết chuyện, kéo đến xem rất đông. Người ta xôn xao bàn tán rằng, thì ra loài vật cũng có tình cảm như con người, không thể đối xử vô tình tệ bạc với chúng được. Anh bảo mọi người chất củi hỏa táng con gà để nó được siêu thoát và độc thai vào kiếp khác tốt đẹp hơn. Dân làng trầm trồ khen ngợi anh học rộng tài cao, chỉ đọc sách thánh hiền mà hóa giải được ác duyên giữa ông chủ nhà và con gà tinh. Anh khiêm tốn bảo mọi người như sau: sống trên đời, con người là tài giỏi nhất, trân quý nhất. Chỉ cần chúng ta học theo sách thánh hiền, sống cho chính trực thì có thể quy phục được yêu ma quấy nhiễu. Ngẫm chuyện xưa nói chuyện nay, xã hội bây giờ khi gặp chuyện xui xẻo hay lúc hoạn nạn, rất nhiều người bỏ tiền bỏ của xin dân sao giải hạn, xua đuổi tà ma để cầu được tai qua nạn khỏi. Nhưng thật ra họ không biết, dù cho cúng bái nhiều đến mấy, nhưng không chú trọng tu dưỡng đạo đức thì cũng vô dụng. Người xưa giảng rằng, đọc sách thánh hiền thì tâm hồn sẽ được dung dưỡng bởi những tư tưởng cao đẹp, ngay chính. Trên thân thể sẽ tỏa ánh hào quang, khiến ma quỷ nể sợ. Trong tâm tràn đầy thiện niệm sẽ có thể cảm hóa lòng người. Những tư tưởng xấu cũng theo đó mà tan đi, hóa giải được mọi thị phi ân oán. Quả đúng như cổ nhân nói, chính khí tồn nội, tà bất khả can.